Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một con chuồn. Đây là con chuồn với mình bắt xong. Đây là mình sẽ review về cái con chuồn này nhé các bạn nhé. Chuồn này có hai đôi cánh. Cánh rất mỏng và có những cái sợi tơ ở sợi gì ấy tôi không biết, và có hai đôi mắt một xanh và một đen và hai con và những đôi chân theo phần bụng của nó. Các bạn nhớ ấn like và subscribe các bạn nhé, và sẽ đánh bình luận những cái review về con gì nhé.